Hey, hello anh em, hôm nay thì mình sẽ quyết định mình làm một cái series mới về kỹ thuật. Mày này chém gió nhiều quá, vẫn đang đau họng quá, sorry anh em. Mày này chém gió nhiều nhiều rồi, nhưng mà lâu quá mình thấy là hơi bị xa rời kỹ thuật, do đó hôm nay mình sẽ làm một cái series về kỹ thuật, và lần này mình sẽ làm về cái blockchain Tron. Thì tại sao mình làm cái blockchain này? Thật ra thì mình cũng muốn làm từ lâu rồi. Nhưng mà sáng nay thì lại nghe tin là CEO của Telegram và blockchain Tron này thì đã bị bắt. Thì với nhiều cái cáo buộc như là rửa tiền hay là tài trợ khủng bố tùm lum tà la hết. Nhưng mà thật ra mình thì không có vấn đề gì. Nếu mà thực sự Durov mà có liên quan, cá nhân ổng có liên quan tới những cái hành động phi pháp thì ổng bị bắt là bình thường. Nhưng mà nếu mà những cái người dùng của ổng mà sử dụng Telegram để làm cái chuyện đó mà ổng bị bắt ấy, thì thật là một cái sự kiện vô cùng tồi tệ cho cái giới công nghệ và những cái người mà người ta thích sáng tạo về công nghệ. Tại vì có một cái điều luật mà người ta bảo vệ nó, tại sao Facebook, tại sao Twitter, tại sao những cái nền tảng mà mạng xã hội người ta được quyền, người ta hoạt động, người ta có thể phát triển được tới bây giờ là do cái điều luật nó bảo vệ. Nếu mà người nào sử dụng cái nền tảng của người ta mà sai pháp luật thì cái nước đó chỉ cần báo cho người ta và người ta sẽ xem xét, nếu mà sai pháp luật thật thì người ta sẽ tháo xuống chứ không có vi phạm pháp luật gì hết. Và một cái điều buồn cười nữa là lại bị bắt ở Pháp chứ không phải là bị bắt ở Nga. Ổng là người Nga mà ổng lại bị bắt ở Pháp, nên là có rất là nhiều cái sự mà bất công, mà những cái điều nó không rõ ràng ở trong cái vụ án này, mà mọi thứ vẫn chưa có rõ ràng gì đó mình không nói. Thì bên cạnh cái chuyện mà mua một cơ số đồng ton thì mình sẽ làm một cái series về cái ton network. Thì cái này là cũng là một cái trend rất là hot, mà mình trong cái video đầu tiên này thì có thể là mình sẽ giới thiệu cho anh em một số các cái tính năng cơ bản cũng như là một số các cái concept cơ bản về ton network. Anh em mình là Quân IT và trên kênh của mình chuyên chia sẻ các vấn đề liên quan tới blockchain và AI. Nhất mà để học một cái công nghệ mới thì vẫn là đào vô trong cái official document của nó thôi. Thì hôm nay mình sẽ đi lướt qua các cái điểm mà ở trong official document của nó có nói tới. Thì đại khái là sẽ là các cái concept mới mà khác với lại EVM compatible. Nghĩa là bây giờ khi mà anh em mà làm lập trình blockchain nha, thì anh em sẽ quan tâm tới một cái vấn đề, đó là nó có EVM compatible hay không. Nếu mà nó là EVM compatible thì nó là y chang như Ethereum, nó không có khác gì hết, vẫn là contract solidity, vẫn là viết rồi deploy qua các cái RDC khác nhau, vẫn là ví EVM, vẫn là connect MetaMask các thứ. Nhưng nếu mà nó là non EVM compatible thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề để anh em phải học hơn. Thì cái Tron blockchain này nó chính là một cái blockchain như vậy, nó không phải là EVM mà nó là non EVM. Thì bây giờ mình thử mình đi sơ qua coi trong cái official document của nó nói cái gì. Rồi, thì ở đây nó nói không chỉ có Tron blockchain nha, mà nó gọi là The Open Network. Ngoài cái Tron blockchain ra, nó còn có Tron DNS. Cái này chắc là giống như là Ethereum đem sơ việc thôi. Nó còn có storage và nó còn có Tron Chain. Đó, thì cái storage này cũng là một cái khá là mới của các cái roll up, của các cái roll up. Nếu mà anh em mà quen với lại roll up của Celestia hay là Dimension đó, thì nó giới thiệu một cái là khái niệm là data availability layer. Tại vì blockchain là cái khả năng lưu trữ của blockchain nó rất là thấp, nó không có lưu trữ được nhiều dữ liệu á, do đó nó sẽ giới thiệu một cái giải pháp để cho người ta sử dụng cái công nghệ blockchain để người ta lưu trữ. Thì ở trên Tron nó cũng có giới thiệu một cái giải pháp là Tron Storage. Thì mình cũng chỉ là assume vậy thôi chứ cũng chưa biết nó sẽ xử lý như thế nào. Rồi, nó nói về cái TPS, tốc độ. Thì nó tốc độ của Tron blockchain nó có thể lên tới là hàng triệu transaction một giây. Quá dữ, nếu mà xử lý được cái này là quá dữ. Và nó có thể là cross chain và nó có cái khả năng là scale tốt. Thì đó là trên cái official document của nó nói như vậy. Ngoài ra ở đây nó có một cái video, thì cái video này anh em đọc thì nó cũng chỉ giải thích các cái khái niệm cơ bản về blockchain thôi, và chứ nó không có gì cả. Rồi, thì ở đây nó sẽ có một cái ton blockchain course, nó có ngôn ngữ là tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Thì mình sẽ trong cái series này mình sẽ đi qua
cái course này để coi nó chỉ cái gì, có cái gì hay. Thì Duroc được mệnh danh là Vitalik Buterin thứ hai của Nga. Thì ổng là làm ra Telegram và bây giờ là làm tới cái Tom blockchain này. Rồi thì cái nội dung chính trong cái video này muốn nói tới đó chính là ba cái article này. Thứ nhất là không phải new to blockchain, không phải, ba cái này là kiến thức cơ bản ha, là anh em xem trên kênh của mình thì mình đã nói quá nhiều rồi, và mình sẽ nói tới cái này. Cái này, ba cái bài này, thứ nhất là sáu cái điểm khác biệt giữa cái tone blockchain và các cái chain mà EVM đó. Và cái bài thứ hai đã nói về là asynchronous smart contract. Thì cái asynchronous là một cái, nó cũng không có cái gì là mới mẻ ở trong blockchain hết. Thì để mình bấm vô trong này, nó không có gì mới mẻ trong blockchain hết. Ví dụ nha, ví dụ như là Ethereum là một cái synchronous blockchain, tất cả các transaction nó phải được xử lý tuần tự, hết thằng này chạy xong mới tới thằng kia. Nhưng mà cái điều mà đó sẽ khiến cho nó bị chậm, và nó có thể bị chậm mà nó có thể bị mắc tiền phí gas. Tại vì ví dụ như contract A gọi contract B gọi contract C, gọi 100 contract như vậy á, thì tất cả các cái giao dịch đó phải được xử lý trong cùng một cái giao dịch đó, thì nó sẽ dẫn tới là chậm và mắc. Thì cái khái niệm mà asynchronous này á, nó giải quyết cái vấn đề đó. Ví dụ như là bây giờ ông A chuyển cho ông B một Ethereum, đồng thời ông C gọi một cái contract D nào đó, thì nó chả liên quan gì với nhau cả, chả có lý do gì phải chờ cho ông kia xong thì ông này mới được xử lý. Thì đó là chính là người ta đưa ra cái khái niệm mà asynchronous blockchain, có nghĩa là các cái giao dịch nó có thể được xử lý một cách đồng thời chứ không phải là chờ tuần tự thằng này xong thì mới thằng kia. Thì đó là cái nội dung của cái bài này. Còn cái này thì nó sẽ nói về đây, cái bài này là cái bài quan trọng, nó sẽ nói về sáu cái điểm khác biệt mà anh em nào mà đã lập trình EVM rồi á thì cần để ý những cái này. Cái điểm đầu tiên là nó sẽ nói là moving from data to big data. Thì nãy ngoài cái document nó cũng nói là cái tone storage á, thì đại khái là cái thằng tone này á, nó sẽ giải quyết một trong những cái bài toán đau đầu nhất của blockchain, đó là lưu trữ dữ liệu. Thì nó có cái giải pháp là storage. Thì đây ví dụ như nó đưa ra một cái ví dụ đó, ví dụ như là giống như là mình muốn lưu giống như là muốn lưu cái menu của một cái nhà hàng, thì cái SQL database là một cái sự lựa chọn tốt. Nhưng mà nếu mà muốn lưu dữ liệu của Facebook hay là các cái Facebook post thì cái không thể nào lưu trên cái SQL database được. Thì để mà đạt được cái này thì đây là một số cái thay đổi của cái tone blockchain. Moving from bank to an instant message, có nghĩa là bây giờ nó nói là không không sử dụng nhà băng nữa mà sẽ sử dụng một cái instant message, là chắc là Telegram đó. Thì nó giải thích cái khái niệm này. Who is paying to send a message different person number ta will receive a cost and have. Thì nếu mà mình gửi ha, nếu mà mình gửi một cái message nào đó ở trên Messenger thì Facebook sẽ là người chịu cái tiền mà để cái cost, cái chi phí mà gửi một cái tin nhắn đó. Rồi, thì bây giờ nếu mà vậy thì ở trên tone cái đáp phải chính là cái người mà trả cái tiền đó. Ủa sao không thấy số 1 ta? À, do smart contract need to pay a rent and charge its user. Nghĩa là khi mà mình deploy một cái contract lên á thì mình phải trả cái tiền thuê cái chỗ lưu trữ smart contract đó, và mình sẽ chạc chạc tiền của những cái người mà người ta sử dụng cái smart contract đó để mình lấy lại cái tiền đó. Thì đó là cái khái niệm thứ nhất, nên em mà nếu mà muốn mà đọc thêm thì nó sẽ hãy vào cái link này. Rồi, cái thứ hai là nó nói về cái asynchronous, có nghĩa là các cái sự giao tiếp giữa cái smart contract á, sẽ là asynchronous. Đó là nãy mình đã giải thích về cái asynchronous blockchain rồi, nó khác với lại Ethereum. Thì nó mới nói ở đây, nó mới nói cái ví dụ này cũng giống thôi, giống như là Compound với là Uniswap thì có thể là execute một cách đồng thời, không cần phải tuần tự. Rồi, condition.
Rồi, đó là một cái ha. Rồi, cái này nó nói gì? Một cái điểm khác biệt nữa là không có getter method. À, cái chỗ này là khác, một cái điểm khác khá là đặc trưng nha, mà anh em là nếu mà làm Solidity mà làm trên Ethereum đã quá quen rồi đúng không? Nếu mà một cái smart contract nó có getter function hay là nó có một cái public variable thì mình chỉ cần get cái giá trị nó ra thôi. Mình viết một cái contract mình muốn get thì rất là dễ. Nhưng mà trên Tron thì không được. Đó, trên Tron là mình phải, nó ví dụ giống như cái hàm get ba lần thì mình không thể nào gọi từ một cái smart contract được, mà phải được gọi bởi một cái off-chain client. Đó. Thì đó là contract không gọi được getter function của một contract khác, mà phải gọi từ dưới off-chain. Đó là một cái điểm khác biệt nha. Rồi, một cái điểm khác biệt nữa đó là smart contract code is not immutable and can easily be modified, cũng như là deploy smart contract lên thì có thể là modify được. Đó. Thì cái này cũng là một cái nó khá là gây tranh cãi. Thực ra đối với Solidity mà mình viết upgradable thì cũng là thay đổi được. Đó, nhưng mà nó lại làm thêm nhiều cái đau đầu cho cái engineer thôi. Chứ thật ra nói immutable ở trên Ethereum thì cũng không hẳn là đúng 100%. Do đó là đối với cái Tron blockchain này thì nó chơi thẳng luôn, smart contract deploy lên vẫn có thể modify được. Đó. Thì nó có một cái document này cũng khá là hay, nó viết rất là hài, moving from lawyer to software engineer. Có nghĩa là xưa ở trên Ethereum nó có cái câu là code is law, nghĩa là deploy code nó lên là nó là luật, là chỉ chạy thôi, không chạy gì khác. Còn giờ không phải là law nữa mà là engineer, nghĩa là người ta có thể modify được code của contract. Rồi một cái khác nữa là you should not have unbounded data structure in your contract state, có nghĩa là mình không được sử dụng một cái unbound, một cái kiểu dữ liệu mà unbound nó nghĩa là không có chặn đầu, không có chặn đít á, giống như là mình sử dụng một cái array. Ở trong Solidity thì mình phải có array đó tối đa là được bao nhiêu cái ký tự ở trong array. Nếu mà nó dài quá thì nó sẽ vượt qua cái kiểu dữ liệu, nó sẽ vượt qua cái khả năng lưu trữ của cái kiểu dữ liệu đó, thì cái variable đó mình sẽ không thể nào truy cập được, và nó dẫn tới một cái lỗi DDoS ở trong cái contract đó. Thì nó kêu là đối với Ethereum thì Ethereum xử lý cái lỗi đó một cách rất là fancy, rất là màu mè, bằng cách là chặn cái phía ga. Có nghĩa là khi mà gọi một cái dây contract hay là gọi vô trong hay là loop thôi, một cái array nó quá dài thì cái phía ga nó sẽ lố, và cái transaction đó thì không gọi được thì nó xử lý bằng cái phía ga. Nhưng mà ở trên Tron thì nó sẽ vẫn xử lý cái vấn đề đó, nhưng mà nó sẽ xử lý cách khác. Nó xử lý cách khác khác là như thế nào thì nó có cho một cái ví dụ về NFT fungible token. Đây. Thì cái này là cái NFT fungible token, để mình cho anh em xem luôn ha. Fungible token. Này, mình như NFT nè. Này thì nó sẽ có một cái approach khác, ví dụ như là ở trên Ethereum thì mình có một cái collection smart contract, và các cái ID, token ID nó sẽ nằm ở trong cái collection đó. À, còn riêng đối với cái thằng thì á, ví dụ như cái token ID đó là một cái kiểu UIN đi, nhưng mà mình min tới một cái số lượng contract như là vài trăm tỷ 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 token gì đó, thì khi đó thì cái token ID nó sẽ vượt ra qua được cái kiểu dữ liệu mà của cái giống như là UIN, nó có thể lưu được là 20 mấy đó, mình quên rồi. Thì khi đó là cái token ID là không thể nào min thêm được, tại vì nó đã lố kiểu dữ liệu đó. Do đó là cái Tron NFT implementation nó sẽ có một cái collection contract, và mỗi cái NFT nó sẽ là một cái contract riêng biệt nó, để nó giải quyết cái vấn đề mà unbounded state. Thì cái đó chỉ là một cái ví dụ thôi, sau này mình nhảy vô mình code nhiều cái thì anh em sẽ hiểu rõ hơn. Rồi, ngoài ra thì nó còn nói cái gì nữa đây? Nó còn nói một cái cuối cùng, đó nghĩa là wallet là contract, và một public key có thể có được nhiều cái wallet deploy. Thì đại khái là khi mà anh em làm với EVM thì mình có một cái private key, đúng không? Private key mình generate một cái ví, xong rồi dùng private key đó mình ký gì đó, xong rồi mình mới gửi lên trên chain. Còn đối với thằng Tron này là trước khi mà anh em mà muốn viết contract là mình phải deploy một cái wallet contract,
Đó, và cái wallet contract này có thể modify được đó, nó mở ra các cái possibility mới cho anh em developer. Có thể là mình sẽ deploy nhiều cái wallet contract, nhiều cái wallet của mình với những cái logic khác nhau, dành cho nhiều các cái mục đích khác nhau. Thì nó có giới thiệu đây, ví dụ như là các cái wallet contract có thể gửi nhiều transaction cùng một lúc hoặc là multi sig đó. Thì đó là một số cái ví dụ. Thì cái progress của nó thì nó sẽ khác khi mà anh em muốn send một cái transaction đó, thì mình sẽ ký bằng cái private key của mình, sau đó mình sẽ gửi cái transaction đó vào trong cái wallet contract của mình. Và từ cái wallet contract này á, làm cái gì nó bắt đầu nó mới send tiếp đi đó. Thì cái đó là cái một cái sáu cái mà điểm khác biệt của cái Tron blockchain với lại cái Ethereum blockchain và EVM, hoặc là các cái mà EVM compatible blockchain. Ngoài ra thì nó còn có một cái so sánh nữa đó, cái này anh em đọc thêm thôi nha, nó còn có so sánh giữa các cái blockchain với nhau. Thì ở trong cái paper này á, là nó làm một cái phép so sánh giữa Solana, giữa Tron Solana với lại Ethereum 2.0 đó. Thì nó kêu là tại sao nó chọn Solana làm so sánh, là tại giống như là Solana là một cái sự sáng tạo của asynchronous blockchain ha. Giống như là nó không phải là asynchronous, nhưng mà nó là lai giữa asynchronous và lại synchronous, bằng cách là đưa ra một cái consensus là proof of history đó. Thì nó có giải thích ở đây ha, sau rồi nó giải thích Solana, nó nói về Solana, sau đó nó lại nói về metaphor, một cái ẩn dụ super steam locomotive. Sau đó là nó lại nói về Ethereum 2.0. Thì nói Ethereum 2.0 thì thực sự không phải là một cái giải pháp native scaling được. Nghĩa là anh em thấy cái Ethereum nó scale bằng cách là nó ra những cái chain khác. Nó ra những cái chain như là Arbitrum, hay là như là Base, hay là như là Optimism gì đó. Thì nó tận dụng cái, hoặc là Polygon, nó tận dụng cái security layer của Ethereum. Nhưng mà bản chất của những cái chain đó nó là một cái chain chạy riêng, chứ nó không, nó vẫn là một cái chain chạy riêng. Do đó nó gọi là không có native scaling của cái chain Ethereum được đó. Và sau đó nó mới nói về Tron, thì nó mới nhận định, nói chung là cái này chắc cũng là mấy ông mà co-founder của Tron viết, mới là khen Tron, nó là phải như Tron nó mới là đúng là một cái giải pháp mà scaling native của một cái blockchain. Và nó nói là tại đó là lý do tại sao trong tất cả cái bài báo mà các cái chuyên gia đều xếp Tron là cái thế hệ blockchain thứ năm. Thì nó kêu là fifth generation of blockchain, còn bốn cái thế hệ trước thì mình cũng không biết là nó như thế nào. Thế hệ đầu tức là Bitcoin, thế hệ hai là cái gì đó, nhưng mà nó gọi là Tron là cái thế hệ thứ năm của blockchain để giải quyết mà tất cả cái vấn đề mà những cái thế hệ blockchain khác nó đang tồn động. Đấy, đại khái là vậy. Rồi, ok, thì mình nghĩ chắc là video cũng dài rồi, mình sẽ dừng ở đây ha. Trong các cái video sau thì mình sẽ đào sâu vào để mình xem thử coi mình code với thằng Tron như thế nào, là mình có thể làm được cái gì với lại cái Tron blockchain này. Thank you anh em đã theo dõi video, và hẹn gặp lại anh em trong cái video sau nhé.